canh tác không cần đất, cây trồng hoàn toàn miễn nhiễm với các dịch bệnh liên quan tới đất. Năng suất sản lượng cao gấp 5 lần so với việc canh tác ngoài trời. Giữa lòng thành phố Hà Nội chật hẹp và đông đúc, những người nông dân cao tuổi vẫn có thể tạo ra hướng đi và chỗ đứng riêng trong thị trường nông nghiệp đầy biến động. Tôi tên là Nguyễn Mạnh Hồng, ở xóm 7, Yên Mỹ. Hiện giờ tôi làm vườn thì ở xóm 10, Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội. Ở nhà tôi làm vườn này canh tác theo công nghệ của nhà màng, công nghệ cao của Israel. Gia đình làm cái nhà màng này bắt đầu từ năm 2016 đến năm 2017 thì đưa vào sử dụng và hoạt động. Đến bây giờ thì gia đình đã mở thêm được 3 cái nữa, mỗi cái tương đương với từ 700 đến 800 mét vuông. Thực ra là với cái điều kiện trong nhà kính như này thì nắng mưa mình đều làm được hết, không bao giờ phải nghỉ ngày nào cả. Nhưng với điều kiện mà ngoài trời nó mưa như này thì bà con cũng không ai ra ruộng làm được. Hay nữa là cái cây cối ở ngoài ruộng mà nó mưa nhiều quá nó cũng không thể phát triển được. Nhưng với điều kiện trong nhà kính này thì nó vẫn bình thường. Sở hữu tới 4 khu nhà kính với tổng diện tích là trên 4.000 m2, ông Hồng trở thành lão nông cao tuổi nhất có đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao của xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Với hệ thống nhà kính này, trung bình mỗi năm, thu nhập của gia đình ông Hồng đạt xấp xỉ 800 triệu đồng. Bản thân tôi sinh ra là người Yên Mỹ. Khi tôi lớn lên và trưởng thành, tôi cũng đi ra ngoài cũng rất nhiều năm. Tôi thấy cái mảnh đất của Yên Mỹ này rất là đẹp. Và đất thì là đất phù sa, lại ven sông Hồng. Mà ngành nghề của ông cha tôi là ngành nghề chuyên làm rau, trồng rau nuôi tầm từ xưa đến nay. Thì từ những cái nhận thức đó tôi quyết tâm về đi học hỏi và đi tìm tòi ra để tôi làm lên cái vườn thủy canh này. Vùng đất bãi ven sông Hồng tuy màu mỡ nhưng không đảm bảo cho việc cách ly cây trồng khỏi các loại dịch bệnh liên quan tới đất. Đây là một trong những lý do khiến ông Hồng quyết định đầu tư vào mô hình nhà kính công nghệ cao. Đây là hình ảnh toàn cảnh của khu nhà kính mà ông Hồng đã thế chấp sổ đỏ của gia đình để vay tiền đầu tư xây dựng vào năm 2016, khi ông vừa tròn 50 tuổi. Cái lúc mà để gia đình nhất trí cho tôi đi cắm sổ để lấy tiền đầu tư làm cái khu vườn thủy canh này, thì thực ra là không ai muốn, vì rủi ro nó rất cao ngành nông nghiệp. Nhưng với quyết tâm của tôi cho nên là gia đình cũng đều phải nhất trí, từ con cái cho đến vợ đều phải đồng thuận để nhất trí làm lên cái vườn. Với số tiền 3,1 tỷ đồng vốn vay thế chấp, ông Hồng đầu tư nhập khẩu toàn bộ trang thiết bị nhà kính từ Israel cho khu nhà rộng xấp xỉ 3.000 m2. Phần mái của khu nhà là những tấm màng kính lọc nắng mà không làm mất những yếu tố có lợi của nắng đối với canh tác cây trồng. Đây cũng là mô hình nhà kính, nhà màng đầu tiên tại xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Với mô hình này, ông Hồng áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt của Israel và công nghệ thủy canh, tức công nghệ canh tác không cần đất. Môi trường đất của mình nó bị ô nhiễm rất nhiều, như bà con đã từng thấy ở các cái bờ kênh, bờ ruộng từ nguồn nước vào cũng đều bị ô nhiễm. Chúng tôi hướng tới cái rau thủy canh này là một cái mô hình cũng là mới, nhưng được cái là nó sẽ sạch hoàn toàn. Muốn đưa ra thị trường cái sản phẩm để cho bà con được hưởng các cái sản phẩm sạch 100%, sẽ không sử dụng đến thuốc. Và hai nữa là cái đầu vào nó đã sạch ngay từ đầu vào rồi, từ nguồn nước đến hạt giống. Mô hình thủy canh hồi lưu sử dụng ống dẫn đưa dinh dưỡng từ thùng chứa đi nuôi cây. Phần dinh dưỡng dư thừa sẽ được đưa trở lại thùng chứa. Quá trình này diễn ra liên tục, giúp cây có thể hấp thụ tối đa chất dinh dưỡng. Nhờ vậy, các vụ trồng rau thủy canh có thể rút ngắn được thời gian gieo trồng. Nắm bắt được nguyên lý này, nên ngay từ vụ đầu tiên vào năm 2016, ông Hồng đã tiến hành trồng những loại rau củ ngắn ngày như rau ăn lá, cà chua, rau thơm trong nhà kính. Toàn bộ các khâu trồng rau, từ gieo hạt tới khi thu hoạch, chỉ kéo dài trong 3 tuần, nhanh hơn từ 3 đến 5 ngày so với khi canh tác trên đất trồng truyền thống. Trong khi năng suất cây trồng cũng tăng lên ít nhất 50%. Như rau, nói về rau thì một cái diện tích nó như thế này,
Một ngày ví dụ chúng tôi thu được khoảng tầm từ 6 đến 70 cân rau. Còn củ quả nếu như là dưa thì một tháng một lứa dưa này nó sẽ tương đương với khoảng tầm xấp xỉ từ 2 tấn rưỡi đến 3 tấn dưa. Do các sản phẩm thu được có năng suất, chất lượng cao nên ông Hồng không phải lo lắng về đầu ra. Vì vậy chỉ sau đúng 2 năm là ông có thể thu hồi được khoản vốn đầu tư 3 tỷ ban đầu. Lúc này, với kinh tế ổn định, ông mới bắt đầu thuê nhân công, tạo thêm được công ăn việc làm cho một số lao động lớn tuổi tại địa phương. Trong một cái nhà kính của gia đình tôi, nếu như chưa tính cái diện tích mở rộng ngay diện tích ban đầu, thì gia đình chỉ cần 3 nhân công làm trong cái nhà kính này là đủ. Đấy, nó chi phí được, tiết kiệm được rất nhiều nhân công. Cũng như là ví dụ như ngoài đồng thì còn phải làm cỏ, còn phải bón phân, rồi còn phải phun thuốc trừ sâu. Nhưng trong cái nhà kính này thì hoàn toàn hệ thống nó tự động rồi. Dung dịch và dinh dưỡng thì đã được pha vào trong bình và bơm, nó sẽ bơm tự động. Đến giờ là nó sẽ bơm. Người đàn ông hơn 70 tuổi này là một trong 3 nhân công chính làm việc tại khu nhà kính của ông Hồng trong suốt 5 năm nay. Đều đặn ngày 2 lần, sáng từ 7 đến 9 giờ, chiều từ 3 giờ đến 5 giờ, ông đều có mặt tại khu vực nhà thủy canh này để làm việc. Nói là đi làm việc, nhưng với ông, mỗi ngày đến đây lại giống như một cuộc đi dạo. Công việc này nó phù hợp với tuổi già, nó như là trồng cây cảnh mà, quá là tuyệt vời. Những người quá tuổi nên ra những cái khu vực mà gọi là nó khu sinh thái ấy, mà trồng những cái cây cảnh đảm bảo về sức khỏe tuổi già, tôi cảm thấy nó thoải mái lắm, đầu óc nó nhẹ nhõm đấy, chứ ngồi nhà thì cũng không tốt đâu. Những người đang làm việc cùng với ông Phần tại khu nhà màng này đều đã ngoài 60 tuổi. Công việc của những người cao tuổi này bao gồm phối trộn giá thể trồng cây, kiểm tra hệ thống dẫn tưới, cắt tỉa và thu hoạch rau. Những công việc khác đều đã được tự động hóa. Chúng tôi cũng không phải là ngày nào cũng phải nằm ở ngoài vườn hay là lúc nào tôi phải có mặt đấy. Chỉ cần trao đổi với cái người theo dõi vườn hôm nay cây trồng nó ra sao và hình ảnh nó như thế nào thì mình theo dõi trên cái hình ảnh là mình sẽ điều hành được cái công việc đó. Hệ thống thì toàn bộ hệ thống tưới tiêu là tự động hết. Hệ thống lưới cắt nắng cảm biến, hệ thống tưới tiêu tự động đưa nước và dinh dưỡng tới từng gốc cây. Sự tự động hóa đã giúp giải phóng cho người nông dân khỏi những công việc chân tay nặng nhọc, đồng thời mang lại môi trường canh tác thuận lợi cho cây trồng phát triển ngay cả khi thời tiết ngoài trời đang rất khắc nghiệt. Cái công việc của trong cái nhà màng này nó rất lợi thế là ở cái là nó không bị sâu bệnh này, không bị mưa gió ảnh hưởng đến thời tiết cũng như là khí hậu ở bên ngoài, nó tác động đến cái cây trồng của mình nên hiệu quả nó mang lại rất là cao. Nhà kính có thiết kế gồm những tấm màng kính ở phía trên mái, bao quanh là những chiếc lưới có kích thước mắt lưới siêu nhỏ. Vì vậy, nhà kính được bảo vệ khỏi sự xâm nhập của các loại côn trùng, xâm hại gây bệnh. Tuy nhiên, đôi khi trên những giàn rau trong nhà kính vẫn có sự xuất hiện của côn trùng. Lúc này, những chiếc bẫy keo dính màu vàng trong nhà kính của ông Hồng sẽ phát huy tác dụng. Lý do là bởi côn trùng vốn đặc biệt bị thu hút bởi màu vàng. Quan trọng nhất là khâu ban đầu mình xử lý giá thể. Mình xử lý giá thể tốt, không có dịch bệnh, không có nấm, không có các con côn trùng thì cái vụ mình trồng vụ tới, các cái cây giống của mình xuống nó đảm bảo 100% là không bị sâu bệnh và cây nó sẽ khỏe. Ngay cả khi quản lý tốt côn trùng ký sinh trong giá thể, khu nhà kính của ông Hồng vẫn có nguy cơ bị côn trùng sâu bệnh hại tấn công tại khu vực cửa ra vào. Khi cửa nhà kính mở, côn trùng sẽ có cơ hội để bay vào hoặc chúng sẽ bám theo trang phục, dụng cụ lao động của người để đi vào bên trong. Giải pháp mà ông Hồng đưa ra là tạo thêm một lớp bảo vệ ngay tại lối ra vào nhà kính bằng biện pháp đấu tranh sinh học của tự nhiên. Đó là trồng cây hoa dẫn dụ bao quanh phía bên ngoài nhà kính. Cách làm này giúp thu hút các loại côn trùng có lợi, tức các thiên địch. Thiên địch sẽ tìm bắt các loại côn trùng sâu bệnh gây hại. Chúng sẽ tạo nên một hàng rào sinh học ngăn chặn các loại côn trùng sâu bệnh hại có cơ hội xâm nhập vào nhà kính tại khu vực cửa ra vào. Hoa màu sắc sặc sỡ đó nó lại thu hút những con côn trùng có ích. Những con côn trùng có ích là bắt những con côn trùng có hại.
để nó sản sinh ra những, nó là nơi trú ngụ cho những con côn trùng có ích để nó sinh sống ở đó và nó vào đồng ruộng của chúng ta để nó bắt sâu hại. Tận dụng linh hoạt công nghệ tự động vào canh tác, nói không với thuốc bảo vệ thực vật do có thể hạn chế tối đa sự tấn công của sâu bệnh hại. Khu nhà kính nông nghiệp công nghệ cao của ông Hồng đã trở thành địa điểm làm việc lý tưởng cho những lao động cao tuổi tại địa phương. Mình không sử dụng cái thuốc bảo vệ mà bằng hóa chất thì mình cảm thấy không khí nó trong lành. Mình làm ở đây nó sẽ thoải mái, mà nó sạch sẽ thì sức khỏe nó sẽ bảo đảm hơn. Tạo ra sản phẩm không tổn dư hóa chất, duy trì môi trường canh tác lành mạnh, hạn chế tối đa những tác động của hóa chất tới sức khỏe của người làm vườn là hai nguyên tắc cơ bản trong quá trình khởi nghiệp với nông nghiệp công nghệ cao của ông Hồng. Khu vực chỗ nhà tôi cũng như thành phố càng ngày càng hạn hẹp, và giá trị đất thì nó rất cao. Thế mà làm ngành nông nghiệp này, nếu mà mình chỉ các cái thửa ruộng mà chỉ để canh tác ngoài trời thì nó không mang lại hiệu quả kinh tế, mà bắt buộc mình phải làm vào những cái công nghệ cao như thế này thì mang lại cái lợi ích và kinh tế nó sẽ cao hơn nhiều. Chọn lựa chọn những cái giống cây trồng nó có giá trị để mình trồng trong nhà kính này. Để khai thác tối đa diện tích canh tác lý tưởng trong nhà kính, ông Hồng đã nghiên cứu thị trường và đối tượng cây trồng. Từ đó, thường xuyên tạo ra những vụ thu hoạch có giá trị lớn về mặt kinh tế. Với cách làm này, trong suốt gần 10 năm qua, khu nhà kính của ông Hồng có thể cho thu hoạch hàng ngày, giúp duy trì nguồn cung sản phẩm ổn định và chất lượng cho thị trường và nâng cao thu nhập cho gia đình. Với như người nông dân như bọn tôi, thì bọn tôi sẽ phải tính toán đến theo thời vụ. Ví dụ một năm bọn tôi có thể làm được 3 lứa dưa của Nhật. Và với một cái hình thức là bọn tôi làm gối đầu, tức là vụ này chuẩn bị thu thì giống tôi đã xuống rồi. Sau khi thu hoạch xong thì sau chỉ 5 đến 7 ngày là tôi đã có giống mới vào rồi. Hai nữa là đến vụ thứ tư mà vụ đông thì chúng tôi trồng hoa. Mà cây hoa thì nó cũng là cho thu nhập cao, cũng tương đối. Sự thành công của ông đã thu hút không ít người đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm. Nói chung thì một số nơi họ cũng đến họ tham quan học hỏi, và trên cơ sở đó là một số vị nhân dân ở đây cũng học tập và cũng học hỏi kinh nghiệm và áp dụng một số cái mô hình nhà kính, nhưng nhà kính của bà con thì nó không được to rộng như này. Nhưng mà bước đầu là có một số đã đưa vào sản xuất trong nhà kính, thấy hiệu quả hơn so với sản xuất ngoài trời. Tiếp thu những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật để áp dụng vào việc trồng rau thủy canh trên địa bàn xã. Và đến nay thì chú đã đem lại cho chú nguồn thu nhập ổn định, cũng như về phát triển kinh tế về cá nhân của chú Hồng cũng nói riêng và địa bàn trên địa bàn xã nói chung, đã đem lại một cái mô hình điểm đối với trên địa bàn xã Yên Mỹ, được bà con nhân dân trong địa phương cũng học tập và phát huy những cái mô hình của chỗ chú Hồng để xây dựng trên địa bàn xã diện tích rau thủy canh được nhân rộng, được phát triển mạnh trên các cánh đồng của trên địa bàn xã Yên Mỹ. Cái quỹ đất càng ngày nó càng hạn hẹp, tấc đất tấc vàng, gọi là bây giờ gần như những cái mảnh đất lớn thì không có, cho nên là với cái điều kiện như bây giờ hiện nay, chúng tôi thấy cái miếng đất này rất quý, cho nên dù là nó nhỏ bé nhưng mình quyết tâm làm thì mọi người làm nó cũng đều ra tiền của, đều ra sản phẩm. Mạnh dạn đầu tư thành công vào nông nghiệp công nghệ cao khi ở độ tuổi về hưu, ông Hồng được người dân địa phương ghi nhận như một tấm gương nông dân giỏi trong suốt nhiều năm qua.